Chú Hải, chú Hải. Ủa dạ, đứa nào vậy? Ủa, tí. Ủa, chú Hải. Rồi, kiếm chú làm chi? Dạ, con kiếm chú á, con hỏi là hôm bữa chú đi học cái lớp mà khuyến nông gì đó, rồi có chia sẻ bí quyết gì sao mà thấy trời ơi, cây nào cây nấy nha, xanh ươm. Cho nên là con tính qua con học hỏi. Vậy hả? Dạ. Sướng nha, sướng nha. Sướng gì? Thấy vậy cho chú buồn gần chết luôn. Rồi rồi rồi, biết rồi. Vậy. Buồn là sợ là tiền nhiều quá đếm mỏi tay phải không? Kêu con qua con đếm phụ cho. Bậy bà, mà buồn cái vụ vợ chồng tính. À, là cái vụ mà chưa có em bé thôi hả? Đúng rồi. Cái chuyện mà con cá là do duyên số rồi. Rồi má. Chứ không thả đi. Thôi thúc hai vợ chồng ảnh mất công á, hai vợ chồng ảnh bị áp lực phát sinh ra những cái vấn đề nó phức tạp hơn nữa. Chú hiểu chứ sao chú không hiểu? Bởi vì chú đâu có hối thúc vợ chồng nó đâu, chú tâm sự với mày thôi. Vợ chồng nó cũng đi nhiều bệnh viện rồi. Cũng căng ha. À, chưa rồi, thôi chú coi tranh thủ chú về chú nghỉ ngơi đi. Chứ đi vòng vòng hoài. Đi thăm hết mấy cái gốc sầu riêng rồi tao về. Về nghỉ ngơi ăn uống đi nha. Nôn có cháo đúng rồi. Ê, mà thời buổi này có con cũng khó như vậy hết ta. Để mình lên mạng, mình tìm cách chỉ hai vợ chồng anh tính cho chú không vui. Ý, có cách rồi nè. Chú Hải. Dạ. Chú. Con vừa mới có một cái cách này. Cách gì? Con biết được là ở gần đây nè. Có một cái ông thầy lang. Ông làm gì? Trời ơi, ông thầy lang này là chuyên là điều trị, là giúp cho những người mà có con sớm đó. Vợ chồng tính nó đi toàn mấy bệnh viện lớn tên tuổi không còn chưa ra sao, giờ biểu đi thầy lang. Biết đâu được chú, cái ông thầy này là nhiều người khen ông dữ lắm. Hay không? Thì bây giờ mình đi thử đi, có mất mát cái gì đâu. Ý mày là phước chủ mai thầy hả? Đúng. Được không? Thôi nghe cũng có lý hả? Nếu chú được một cái là một lát nữa con gọi điện thoại cho ổng. Rồi xong rồi con hẹn ổng là chiều nay con với chú đi liền luôn. Đi liền. Được không? Được. Đi, đi. Rồi, đi liền ha. Dạ. Thầy phải là cái người mà là... Bạn Lan. Bạn để quanh bảy lan. À đúng rồi, đúng rồi. Lan. Trời vô ơi. Vô đây, vô đây. Vô đây đừng đứng đường mà là la sùm vậy, không có tiện. Con là men theo cái đường này đi. Nói có chút xíu mà chạy xa quá trời xa luôn á. Thì cứ men theo cái đường này đi, lựa cái chỗ nào bị vắng nhất á, rồi mình mới làm việc được. Đi đi, bây giờ mình đi về nhà, đi đi. Đi về nhà chi, chứ bị tó hả? Ủa là sao? Quên. Đi về nhà chi, không có gió hả? Ra đây nó mát, gió đồng nó mát, hiểu không? Dạ, vậy thôi. Đó, thầy nè. Bảy Lan. Chuyên gia chữa trị hiếm muộn. Chào thầy Bảy. Sao giờ muốn chữa ai? Cậu hay là cậu này? Không có, bậy, tôi già là chữa gì nữa. Con tôi. Dạ, mà uống thuốc vô cũng sanh con được. Trời ơi, có luôn hả? Dạ ai? Dạ, con của tôi thầy. À, con của cậu à? Dạ. Con cậu giờ sao? À, cho tôi biết coi. Tình hình nó như thế nào? Tình hình sao? Là có nghĩa là... Nó hiếm muộn. Thì đương nhiên, hiếm muộn mới tìm tới tôi chứ. Vợ chồng lấy nhau cũng được 2 năm hả chú? Hai năm hơn rồi. Mất 2 năm hơn thôi hả? À. Dễ chữa quá. Trời ơi trời, 30 năm không có con tôi còn làm được thế kìa. Hay không? Thuốc dữ lắm. Trời ơi, tôi kể cho nghe nha. Có nhiều người á là cho thuốc dữ uống. Cái muốn có con trai quá mà đầu thai đi siêu âm 5-6 tháng rồi đó. Siêu âm gái không à. Chạy lên tôi buồn quá. Cái tôi cho thuốc uống, từ con gái đẻ ra thành con trai. Trời ơi. Hay vậy luôn hả? Thôi mày cái đua thật, để tao hỏi tao thầy rõ ràng nè. Bây giờ nó ở xa. À. Nó không có tới đây, bây giờ thầy có thể bắt mạch từ xa được, thăm khám từ xa được không? Không vâng. Khám, có hỏi gì không? Khám cha ra con cũng được. Ghê hả? Trời ơi, ở đây vắng quá ngoài đường chứ. Ở nhà tôi khám cái tôi biết liền vậy nè. Giờ khám con phải không? Giờ cho tôi biết là ở nhà đó ở cách cái chỗ làm đó bao nhiêu cây số? 10 cây số. 10 cây số. Xa. Khá xa. Rồi mỗi thường ngày nó đi ngủ lúc mấy giờ? 11 giờ. Wow, 23 giờ đêm. Hả? Ây da, vậy là không được rồi. Ủa mà sao tôi thấy thầy bắt mạch gì kỳ cục, hỏi gì không liên quan gì bệnh trạng hết trơn hết trời vậy? Từ từ,
mới giải thích ra cho nghe. Tại sao ngủ 23 giờ là ngủ quá muộn? Đó, đâu có được. Thật ra mình phải ngủ sớm, hiểu không? Thứ nhất là nó tích tụ rất là nhiều độc tố. Đi làm xa là sao? Đi làm xa là hít rồi bụi khói, là ô nhiễm môi trường. Hít vô lâu ngày nó cũng tích tụ độc tố. Ghê lắm. Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ để muốn có con thì trước hết là phải giải quyết cái giải độc cái này đã. Bằng cái gì? Gì? 10 thang thu. Ủa, có đem sẵn luôn. Trời ơi. Ủa sao biết mà đem sẵn hay vậy? Ủa, lộ trình bắt buộc phải giải độc cơ thể, sau đó mới tới một cái giai đoạn điều uống thuốc hả? Chữa vô sinh. Hiểu không? Đây, 10 thang, cầm về. Bao nhiêu tiền? Rẻ. Nhiêu? Thôi tôi lấy rẻ lắm. 10 thang giải độc thì có 10 triệu thôi. Trời. Thuốc này không cần nhập thổ. Dạ. Tôi đã sao rồi nhập thổ rồi. Hiểu không? Dạ. À, 10 triệu. Số tiền cũng không có nhỏ, không có đem đủ, đem có 7 triệu à. Tiền. Nhưng mà nhìn như con cũng còn có. Con còn có 2 triệu à. Vậy thôi. 7 với 2 là mới 9 à, bây giờ thiếu 1 triệu. Thiếu 1 triệu. Đồng cũng không được. 70 triệu. Nhưng mà thôi được rồi. Trước sau gì cũng phải giải độc xong là gặp tôi nữa, thì lúc đó trả 1 triệu ngang. Ủa sao trợ giống trợ bánh tráng rồi. Đâu có gì vậy nè. Vậy là giải độc nè, vậy là chữa vô sinh nè, hiểu không? Dạ. Trời. Vậy thôi bây giờ ở đây có 9 triệu thì gửi thầy trước. Đây là 10 thang là 10 triệu, dạ. Đưa 9 triệu lấy lại ha. Trời. Thôi, thiếu thang, lần sau trả nghe. Đúng là thuốc quý cho nên là quý đó. Dạ. Vậy thôi có gì lần sau tới tiếp á, rồi tụi con đưa thêm 1 triệu nữa. Rồi khoan từ từ. Dạ. Thôi khỏi đếm. Tôi về mà đếm thiếu cái là lần sau tôi không chữa nữa. Trời ơi, sống là phải tin tưởng nhau chứ. Đúng rồi, thuốc quý lắm. Dạ. Về uống đi. Dạ. Thuốc chữa vô sinh, con gái giá khác. Con trai giá khác. Muốn sao muốn sanh đôi cái giá khác, sanh ba giá khác. Hiểu không? Hay không? Vậy. Ở trong bụng mà biết là giới tính luôn á. Biết giới tính rõ ràng. Hay. Ở đây thằng này. Con tìm hẻm dài. Đúng rồi thằng này. Đó. Thằng này hồi đó là ba nó lấy thuốc tôi mới đẻ ra nó. Tới nó luôn. Tới nó luôn bây giờ. Ủa sao không trở lại lấy thuốc sanh con mới giải độc con đi luôn rồi. Lấy gì lấy? Thầy cho con á 1 tuần thuốc uống xong như phụ thủng lên 5-6 kg mà cuối cùng chưa có con gì hết. Nhưng mà thuốc sao thấy mở thang thuốc thấy thuốc sao? Con nói là vợ chồng con bị chậm con cái mới tìm đến thầy, nghe nói thầy hay lắm, thấy không? Rồi bán thuốc gì cũng mắc ơi là mắc, cũng có 10 triệu. Mà phải thuốc không? Ai biết đâu thấy toàn là cây, giống như là cây cỏ dại bên đường vậy đó. Rồi thầy này tào lao lắm, đừng có tin. Cái gì? Rớt nè cái đồ tào lao mà rớt gì. Nè, trả tiền lại mày nè. Rồi xém rồi mày mất tiền thấy chưa? Mày tin tầm bậy tầm bạ. Trời ơi, con rớt cái gì vậy? Thôi, bây giờ mày cầm sang thuốc đi. Cầm cái gì? Bả này uống là chết đó. Bậy à, nó bậy đó, lấy đi. Thôi. Lấy ra. Vậy thôi bây giờ lên công an đi, thiệt giả biết liền à. Thôi được rồi. Tao làm ăn mà được. Tại không tin á, không tin nó mới bị vậy, hiểu không? Chứ còn phải không? Ăn đàng hoàng, đâu có gì đâu, lên công an. Bắt mấy gì nên công an. Thôi không mua thôi, không tin thôi. Tôi không bán nữa. Thôi này đứng lại đi. Thôi bây giờ mình dẫn thầy lên phường đi. Ê trời. Dạ tôi biết rồi, thôi tôi xin lỗi mấy người cho tôi không làm nữa đâu. Tôi sẽ nói thuốc gì cho nó đúng. Rồi bán với giá đúng mình cũng sống được. Ôi xin lỗi các cậu nghe. Tôi sẽ không làm cái điều đó nữa đâu. Không sao, tôi bác sĩ mà. Có bệnh hoạn nghe nói tôi khám giùm cho. Thôi mẹ chú nói với con bảo đó là bạn chú bệnh chứ phải chú. À bạn hả? Ừ. Nếu bạn thì kêu ông đi khám liền đi.